Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ công bố nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt tại miền Trung, Formosa là thủ phạm. Gần 900.000 thí sinh làm thủ tục dự thi Trung học phổ thông quốc gia. Ngày mai tất cả sẽ bước vào hai môn thi đầu tiên là toán và ngoại ngữ. Hàng nghìn người dân tại Hà Nội đội mưa tiễn đưa 9 liệt sĩ Casa 212 hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Tin quốc tế, EU tỏ thái độ cứng rắn với Anh sau khi nước này trưng cầu dân ý để tách khỏi liên minh này. Brazil lên kế hoạch an ninh chi tiết trong dịp diễn ra Olympic Rio 2016. Một trong những thông tin đang được rất nhiều người dân chờ đợi vào lúc này là kết quả của cuộc họp báo chính phủ công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung. Sau 3 tháng điều tra, với sự tham gia của hơn 100 nhà khoa học trong và ngoài nước, cuối cùng đã đi đến kết luận công ty Formosa Hà Tĩnh đã xả thải gây ô nhiễm môi trường biển khiến cá chết. Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong quá trình vận hành thử nghiệm của nhà thầu phụ của công ty Formosa đã gặp sự cố, gây xả thải ra biển các độc tố phenol, cyanua vượt quá mức cho phép. Căn cứ trên, các cơ quan chức năng Việt Nam đã thẩm định kỹ lưỡng những vi phạm và những sự cố trong quá trình vận hành gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng, làm cá chết bất thường ở 4 tỉnh miền Trung. Với những chứng cứ khách quan, khoa học và chính xác, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các bộ ngành và các tỉnh nhiều lần làm việc với tập đoàn Formosa. Ngày 28 tháng 6, công ty Formosa đã nhận trách nhiệm với sự cố gây cá chết, đồng thời cam kết 5 điểm. Công khai xin lỗi chính phủ và nhân dân Việt Nam vì đã để xảy ra sự cố. Cam kết thực hiện việc bồi thường cho ngư dân, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp với tổng số tiền 11.500 tỷ đồng, tương đương 500 triệu đô la Mỹ. Cam kết hoàn thiện công nghệ sản xuất, không để tái diễn sự cố môi trường như đã xảy ra. Phối hợp với các bộ ngành Việt Nam xây dựng các giải pháp đồng bộ, đảm bảo không để xảy ra sự cố môi trường. Và cuối cùng là thực hiện đầy đủ các cam kết trên, không tái vi phạm tài nguyên biển, tài nguyên nước. Nhận thức được việc làm của Formosa đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân 4 tỉnh miền Trung, Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương triển khai công tác hỗ trợ đền bù thiệt hại, chuyển đổi nghề theo đúng quy định và tình hình thực tế. Đồng thời yêu cầu Formosa thực hiện đầy đủ với những cam kết trên, tăng cường quan trắc, đảm bảo môi trường nước, đồng thời không để kẻ xấu lợi dụng, các tổ chức phản động lợi dụng gây ra tình hình mất an ninh trật tự. Trước khi có cuộc họp báo công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra sự việc cá chết tại 4 tỉnh miền Trung, thì vào chiều ngày hôm qua 29 tháng 6, tại trụ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường, người đứng đầu công ty Formosa Hà Tĩnh đã chính thức nhận lỗi và xin lỗi người dân Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam. Như vậy là phải mất tới gần 2 tháng chờ đợi, thì cuối cùng thủ phạm gây ra sự việc cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung cũng phải cúi đầu xin lỗi. Và đây cũng là kết quả cho những nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua đã cùng các bộ, ban ngành, các nhà khoa học nghiêm túc làm việc để tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. Công ty chúng tôi xin nhận trách nhiệm và thành thật xin lỗi nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Công ty chúng tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và ngài Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vì đã gây ra sự cố môi trường trong thời gian vừa qua, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất của người dân 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Đây là những hình ảnh và lời thú nhận mà người dân Việt Nam đã chờ đợi suốt gần 2 tháng qua. Lời nói của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Formosa Hà Tĩnh tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường vào ngày 29 tháng 6. Cùng với xin lỗi, người đứng đầu công ty Formosa Hà Tĩnh cũng đã cam kết đền bù, tạo điều kiện cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung chuyển đổi nghề khác. Song song với đó, Formosa sẽ phục hồi và cải thiện môi trường, hứa không bao giờ tái diễn. Công ty chúng tôi sẽ phối hợp với các bộ ngành của Việt Nam và 4 tỉnh miền Trung xây dựng các giải pháp đồng bộ để kiểm soát môi trường biển miền Trung, đảm bảo phòng chống các sự cố môi trường tương tự như đã xảy ra và tạo niềm tin với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chúng tôi tha thiết mong muốn người dân Việt Nam rộng lượng và tha thứ cho chúng tôi. Lời xin lỗi đã được đưa ra một ngày sau khi công ty Formosa Hà Tĩnh phải ký vào biên bản môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với công ty này. Lễ ký kết đã được chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, với các thành phần tham dự gồm Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện 4 tỉnh miền Trung, đại diện Formosa và các bên liên quan. Trong quá trình đoàn kiểm tra làm việc, các cơ quan làm việc cũng đã cùng chúng ta để xác định cho đúng nguyên nhân. Và khi hai bên đã có sự trao đổi, có sự thống nhất, thì cũng đã đạt được cái sự nhận thức chung và đã thể hiện được cái tinh thần trách nhiệm là nếu có lỗi thì nhận lỗi và chịu trách nhiệm để khắc phục cái lỗi do mình gây ra. Lời xin lỗi của người đứng đầu công ty Formosa cũng là kết quả của một quá trình nỗ lực đấu tranh, thương lượng dựa trên những kết quả khoa học được nghiên cứu một cách cẩn thận của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, cùng với sự vào cuộc của nhiều ban ngành dưới sự chỉ đạo của chính phủ để tìm ra nguyên nhân và buộc thủ phạm phải nhận lỗi. Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 năm 2016, tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam, bắt đầu từ Hà Tĩnh kéo dài đến Quảng Bình, Quảng Trị vào đến Thừa Thiên Huế, đã phát hiện cả trăm tấn cá biển chết hàng loạt. Sự cố môi trường bất ngờ và nghiêm trọng này khiến cuộc sống sinh hoạt sản xuất kinh doanh của người dân các tỉnh bị đảo lộn hoàn toàn. Cùng nhìn lại những hình ảnh về thảm họa cá chết do ô nhiễm biển miền Trung và những động thái của các cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình đi tìm nguyên nhân của vụ việc này. Đầu tháng 4 năm 2016, tại các xã ven biển thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện cá chết hàng loạt. Nơi cá chết đầu tiên được xác định là cảng Sơn Dương, khu kinh tế Vũng Áng, nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp. Số lượng cá chết ước tính hơn 20 tấn. Ngày 14 tháng 4, Quảng Bình phát hiện cá chết và trôi dạt vào bờ với số lượng lớn. Cơ quan chức năng địa phương này đã xác định do trong nước có độc tố nhưng chưa rõ là loại chất độc gì. Ngày 16 tháng 4, người dân ven biển huyện Vĩnh Linh và Gio Linh, tỉnh Quảng Trị phát hiện cá chết. Các loài cá chết sống ở tầng sâu và có giá trị kinh tế cao như mú, hanh, ong, đuối. Ngày 17 tháng 4, lần đầu tiên người dân ven biển Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế chứng kiến số lượng cá chết trôi dạt vào bờ. Kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy độ mặn tăng lên bất thường, hàm lượng PO4 1mg trên lít gấp đôi tiêu chuẩn cho phép, dẫn đến cá bị chết. Theo thống kê của lực lượng chức năng, trong tháng 4 đã có gần 100 tấn cá chết trôi dạt vào bờ biển của 4 tỉnh miền Trung, 208 km bờ biển bắt đầu từ Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng do thảm họa môi trường này. Sau khi có phát hiện cá chết hàng loạt, tại các địa phương, cơ quan chức năng đã bắt đầu lấy mẫu để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 4, trong một cuộc họp khẩn giữa Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường với các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, cơ quan chức năng cho biết kết quả xét nghiệm từ các mẫu cá, mẫu nước của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc mới chỉ xác định cá chết là do yếu tố độc trong môi trường nước. Ngày 25 tháng 4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo khẩn cấp làm rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh miền Trung. Trong khi người dân vẫn đang hoang mang về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt, thì cũng trong ngày 25 tháng 4, trả lời phóng viên VTC14, ông Chu Xuân Phạm, phòng đối ngoại công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã có phát ngôn gây sốc. Bây giờ thì một vài ngày gần đây thì báo chí, đặc biệt tức là chúng tôi đấy ạ, bên VTC thì có tiếp cận cái ống xả thải quanh ở dưới biển, thì dư luận thì có đặt ra một cái câu hỏi là tại sao chúng ta phải chôn ống ngầm ở dưới biển mà không ở trên bờ cho tiện việc quan trắc, khi mà chúng ta quan trắc đạt đủ tiêu chuẩn như thế. Mình có khi phải lấy cái gì để mà đòi cái dự án này, anh nói thật lòng là thế. Tại sao em không hỏi anh hồi xưa chỗ này màu nam trùng là màu vù đũa, bây giờ không trùng là màu vù nào nữa, đúng không? Đã xây thành nhà máy rồi mà không trồng đũa gì nữa. Em có tổng với anh không? Nhiều khi ấy, mình không được cả hai, mình phải lựa chọn. Tôi muốn bắt cá bắt tôm hay là tôi muốn xây một cái ngành thép hiện tại. Sáng ngày 27 tháng 4, trong cuộc họp báo tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định đã tìm ra hai nhóm nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết. Ngày 28 tháng 4, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trực tiếp đi khảo sát vùng biển Vũng Áng. Tại đây, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định Formosa không được phép đặt ống xả thải dưới đáy biển, đồng thời nhận trách nhiệm về việc xử lý thảm họa môi trường này. Ngày 2 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký quyết định tổng kiểm tra khu công nghiệp Formosa. Ngày 3 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc cấp phép giám sát hệ thống xả thải của Formosa. Trong đó, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan, đồng thời hỗ trợ khẩn cấp ngư dân miền Trung bị thiệt hại do cá chết. Sau hơn một tháng, chính phủ và các ban ngành, chuyên gia độc lập vào cuộc tìm nguyên nhân. Ngày 2 tháng 6, trong cuộc họp báo chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định đã tìm ra nguyên nhân thủ phạm gây ra vụ cá chết tại ven biển miền Trung nhưng chưa công bố. Quan điểm của chính phủ là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh. Vì vậy, cần có thời gian kiểm tra kỹ lưỡng để có kết luận xác thực. Quản lý dự án thì là Trên thế giới, Formosa trở nên nổi tiếng một cách không mong muốn và được nhiều nước biết đến từ năm 2009. Khi đó, Tổ chức Bảo vệ Môi trường Đức Etocol trao tặng cho Formosa giải hành tinh đen vì tập đoàn này đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề trong việc tàn phá môi trường của nhiều nước trên thế giới. Và hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình đó qua đoạn video sau đây. Đầu tiên phải kể đến đó là Mỹ. Trong thập niên 80, tập đoàn nhựa Formosa xả 63 tấn chất độc ethylene dichloride vào khu vực dân cư tại Texas. Chỉ riêng trong năm 1990, tại Mỹ có hơn 50 trường hợp uống nước nhiễm độc do Formosa gây ra. Năm 2004, một nhà máy của công ty Formosa tại Illinois, Mỹ nổ đã làm chết 6 công nhân và nhiều người khác bị thương. Các chất độc hại sau vụ nổ đã làm nguồn nước, đất, không khí trong khu vực ô nhiễm và buộc toàn thể người dân quanh vùng phải di tản. Trong một vụ bê bối vào tháng 9 năm 2009 của Formosa, Bộ Tư pháp và Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA của Mỹ đã buộc các nhà máy tại bang Texas và Louisiana của công ty Formosa bỏ ra hơn 10 triệu đô la Mỹ để xử lý các vi phạm về chất thải độc ra không khí và nguồn nước tại hai nhà máy hóa dầu của công ty này. Doanh nghiệp này cũng đồng ý trả tiền phạt dân sự 2,8 triệu đô la Mỹ do các vi phạm luật về nước sạch, không khí sạch của Mỹ. Tại Campuchia năm 1998, Formosa cố thải 3.000 tấn chất thải hóa học ra vịnh Thái Lan gần cửa biển Sihanoukville, Campuchia. Cách bãi rác này chỉ 1 km là khu dân cư với gần 3.000 người sinh sống. Chính quyền địa phương cho biết các bãi rác này đã gây ô nhiễm môi trường và dẫn đến cái chết của nhiều người. Đến giữa tháng 12 năm 1998, giới chức môi trường tại Campuchia đã bắt đầu nghi ngờ bãi rác chứa một số chất độc hại nghiêm trọng, trong đó có thủy ngân, từ một lô hàng của công ty này. Khi nhiều người dân lấy nhựa ở bãi rác này về sử dụng và chỉ trong vài ngày có biểu hiện sốt cao cũng như tiêu chảy. Một công nhân làm việc dọn dẹp hầm tàu Changchun thậm chí phải nhập viện và chết ngay trong ngày. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, Formosa nói những lô hàng này là an toàn, nhưng sau các xét nghiệm cho thấy chúng có chứa mức thủy ngân cao ở mức độ nguy hiểm. Trong khi đó, tại khu công nghiệp này, hàng trăm công nhân địa phương đã được mướn vào làm cho công ty nhựa Formosa. Vụ việc này đã thổi bùng làn sóng phản đối của người dân Campuchia. Hàng loạt cuộc biểu tình chống Formosa đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới, bao gồm cả chính Taiwan, bởi Formosa cũng hủy hoại môi trường, ảnh hưởng đến chính người dân tại đây. Năm 2012, một nghiên cứu được các giáo sư thuộc Đại học Taiwan tiến hành đã cho thấy tỷ lệ mắc ung thư của người dân sống cách nhà máy của Formosa khoảng 10 km từ năm 2008 đến 2010, cao hơn 4,07 lần so với khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2001. Năm 2015, người dân ở Yunlin đã đâm đơn kiện Formosa yêu cầu đền bù khoảng 2,16 triệu đô la Mỹ với cáo buộc khu phức hợp sản xuất hóa dầu của tập đoàn gây ra các mối đe dọa đối với sức khỏe. 74 người dân bị ung thư đã tìm tới một nhóm chuyên gia pháp lý, dẫn đầu là luật sư Somasundaran, đại diện cho họ đi đòi công lý. Như vậy là sau gần 3 tháng kể từ khi xảy ra sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng tại miền Trung, thủ phạm đã được xác định. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trước mắt chính phủ và các ban ngành cùng người dân vẫn còn rất nhiều việc phải làm để phục hồi và phát triển kinh tế. Và đó cũng là nội dung của tọa đàm Formosa, sự cố môi trường và bài học về phát triển bền vững, phát sóng trực tiếp vào lúc 19h35, tức là ngay sau bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Sáng nay 30 tháng 6, theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần 900.000 thí sinh đã bắt đầu làm thủ tục dự thi, kiểm tra lại các thông tin trước khi chính thức bước vào môn thi đầu tiên vào sáng ngày mai, mùng 1 tháng 7. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 55.615 em học sinh đã đến để làm thủ tục dự thi ở 64 điểm thi do 4 đại học chủ trì tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh nhắc nhở lịch thi, tại buổi làm thủ tục, thí sinh sẽ được giám thị nhắc lại quy chế và những vật dụng được phép mang vào phòng thi. Theo báo cáo nhanh từ các điểm thi, số lượng thí sinh bị sai sót rất ít, chủ yếu là sai sót thông tin số chứng minh nhân dân và họ tên, sẽ được chỉnh sửa và bổ sung ngay trong buổi sáng nay. Tỷ lệ có mặt làm thủ tục dự thi là 96%. Các thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi hôm nay có thể đến sớm vào ngày mai 1 tháng 7 để hoàn tất thủ tục trước khi vào phòng thi. Ghi nhận tại cụm thi trường Trung học phổ thông Gia Định thành phố Hồ Chí Minh do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, đây là điểm thi đông nhất trong 15 cụm thi. Các thí sinh do lo lắng nên đến từ rất sớm. Ngày mai các thí sinh sẽ làm bài môn toán và ngoại ngữ. Năm trước thời tiết nắng nóng gay gắt ở miền Bắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và sức khỏe của các em khi làm bài. Còn đợt này thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương lại cảnh báo các em cần phải đến phòng thi sớm hơn để đề phòng thời tiết mưa lớn và có khả năng úng ngập ở tại miền Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tác động của rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông Nam đã gây mưa lớn cho Hà Nội và Đông Bắc Bộ. Tại Quảng Hà, Quảng Ninh là 104mm, Phú Liễn, Hải Phòng 53mm, Thái Bình 26mm. Và đây mới chỉ là dấu hiệu bắt đầu của đợt mưa diện rộng xuất hiện vào những ngày tới. Từ ngày mai, rãnh thấp trên hoạt động mạnh hơn, mưa rông mở rộng toàn miền Bắc. Trong đó, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 7, vùng đồng bằng có thể ngập úng, miền núi xuất hiện lũ quét và trượt lở đất cục bộ. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, nên các thí sinh cần có sự chuẩn bị chu đáo, đến phòng thi sớm hơn thường lệ. Trong khi đó, miền Trung thời tiết khá tốt, trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ không quá cao, từ 32 đến 35 độ C. Nam Bộ có hình thái tương tự, mưa dông xuất hiện chủ yếu về chiều nhưng không lớn, nhiệt độ cũng 34 đến 35 độ C, nói chung là thuận lợi cho các thí sinh. Sáng nay, Hà Nội tiễn đưa 9 phi công, thành viên trong tổ bay Casa 212 bằng một cơn mưa mùa hạ. Nhưng dù thời tiết có thế nào đi nữa, thì hàng nghìn người dân là đồng đội, là người thân và cả những người chưa một lần gặp mặt các anh đã đến nhà tang lễ Bộ Quốc phòng từ rất sớm để cùng tiễn biệt những người lính hy sinh trong thời bình, an nghỉ trong lòng đất mẹ. Hồn tử sĩ vang lên cũng là lúc trời đổ mưa. Dưới dòng chữ vô cùng thương tiếc các đồng chí liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, di ảnh của 9 quân nhân được xếp thành hàng ngang. Người nhiều tuổi nhất bước sang năm 16, nhưng cũng có liệt sĩ mới chỉ 27 tuổi đời, khi mà nhiều dự định vẫn còn dang dở. Những giọt nước mắt, những cái níu tay thật chặt, bởi ai ngờ những người mẹ, người vợ và những đứa trẻ này nhận tin dữ trong cùng một ngày. Sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa tình đồng chí, đồng đội cao cả. Về anh Toàn thì nhiều chuyện không thể kể hết được. Anh ấy chăm lo cho mọi người rồi anh ấy hy sinh bản thân anh chỉ nghĩ đến anh em thôi. Sau lễ viếng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều người dân dù vài hôm trước họ chưa từng biết mặt, biết tên, cũng lặng lẽ đứng dưới mưa để vào viếng các anh. Mặc dù chưa gặp con người thực tế trong cuộc sống, nhưng mà nghe tin đồng đội, và nhất là lại đồng đội là quê hương Hải Dương, đồng đội lại cùng quân chủng, từ tấm đáy lòng đó hôm nay chúng tôi có vòng hoa bức chướng và cả tấm lòng đến thắp nén nhang để tưởng nhớ đồng chí của mình đã hoàn thành nhiệm vụ về Tổ quốc. 9 cuốn sổ tang, nhiều cảm xúc. Đó có thể là chia sẻ của đồng đội, cũng có thể là sự cảm ơn của người dân vì sự hy sinh của các anh trong thời bình. 9 liệt sĩ được đưa ra xe để về đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội trước khi mai táng tại quê nhà hoặc nơi cư ngụ theo nguyện vọng của gia đình. 9 người lính đi giữa dòng người, nước mắt nghẹn ngào tiễn đưa. Tin quốc tế, mắc kẹt trên tàu lượn không còn là điều quá xa lạ với người dân Mỹ, bởi hiện nay trò chơi này đang ngày càng phổ biến ở hầu khắp các khu vui chơi của Mỹ. Mới đây thì đội cứu hộ ở thành phố Oklahoma đã giải cứu thành công 8 hành khách, trong đó có 7 em nhỏ bị mắc kẹt trên tàu lượn ở độ cao hơn 30 mét trong vòng 1 giờ. Nhóm hành khách trên tàu lượn Silver Bullet bị mắc kẹt vào khoảng 16:30 ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương. Đội cứu hộ đã đến ngay hiện trường, nhưng phải mất thời gian để lên kế hoạch giải cứu những người đang lơ lửng trên không. Sau 1 giờ chờ trên tàu lượn, hành khách bắt đầu được đưa xuống từng người một trên thang cuốn khẩn cấp và không có ai bị thương. Sự cố liên quan đến tàu lượn tại thành phố Oklahoma là vụ mới nhất xảy ra đối với loại hình giải trí thoát tim này. Vào Chủ nhật tuần trước, tổng cộng 10 người đã bị thương khi tàu lượn trật đường ray và lao xuống đất ở độ cao 7 mét trước sự kinh hoàng của những người chứng kiến tại công viên giải trí M&D thuộc Glasgow, Scotland của Anh. Đến nay vẫn còn 2 nạn nhân trong tình trạng nghiêm trọng. Sự kiện Brexit không chỉ là vấn đề nóng được quan tâm ở Anh, Liên minh châu Âu EU mà còn tác động đến tình hình thế giới. Sau khi người Anh bỏ phiếu quyết định ra khỏi EU, diễn biến trong những ngày qua cho thấy mọi việc sẽ không hề đơn giản. Hiện tại EU đang muốn Anh rời khỏi liên minh của họ càng sớm càng tốt, nhưng vẫn để quy trình thủ tục sẽ không thể diễn ra nhanh chóng được. Có một điều rất dễ nhận thấy là Liên minh châu Âu đã ngay lập tức quay lưng lại với Anh sau khi nước này khiến EU rơi vào tình cảnh lao đao vì một cú địa chấn lớn nhất trong lịch sử 59 năm của họ. Khi 27 nguyên thủ của các nước thành viên EU lần đầu tiên tiến hành cuộc họp ở Bruxelles mà không có sự tham gia của Thủ tướng Anh David Cameron, các nhà lãnh đạo này đã nhất trí với nhau rằng Anh sẽ không nhận được bất kỳ sự ứng xử ngoại lệ nào nếu nước này muốn tiếp tục mua bán hàng hóa trong khu vực thương mại tự do miễn thuế với tư cách là một nước không còn là thành viên của EU. Sẽ không có sự tự chọn về thị trường chung, và việc tiếp cận thị trường chung đòi hỏi sự chấp thuận tất cả 4 nguyên tắc tự do, bao gồm cả tự do dịch chuyển. Tuy nhiên, trong một dấu hiệu cho thấy sẽ có những cuộc đàm phán căng thẳng giữa Anh và Bruxelles trong thời gian tới. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết ông không loại trừ khả năng tìm kiếm một thỏa thuận về tự do đi lại với EU. Rõ ràng lập trường lạnh lùng và cứng rắn của EU là điều hoàn toàn dễ hiểu. EU không thể để các nước khác nhìn thấy rằng Anh vẫn được lợi khi rời khỏi EU. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường là hàng loạt nước sẽ đòi rời khỏi EU giống như Anh, và hiệu ứng domino sẽ giết chết khối liên minh, từng được đánh giá là lớn nhất, thành công nhất trong lịch sử thế giới này. Vào ngày hôm nay, The Street Times cho hay Tòa trọng tài thường trực ở La Hay, Hà Lan sẽ ra phán quyết vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông vào ngày 12 tháng 7 sắp tới. Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng PCA không có thẩm quyền pháp lý để xét xử vụ Philippines kiện nước này ở Biển Đông. Trong một tuyên bố trên trang web chính thức vào đêm 29 tháng 6, Tòa trọng tài thường trực nêu rõ Tòa đã thông báo cho tất cả các bên qua email về việc ra phán quyết vào khoảng 11 giờ theo giờ địa phương, tức 16 giờ theo giờ Hà Nội, vào ngày 12 tháng 7. Sau đó, Tòa trọng tài sẽ cho đăng tải một thông cáo báo chí nêu tóm tắt các quyết định trên trang web chính thức của Tòa trọng tài. Trước đó, hồi đầu năm 2013, Philippines đã chính thức kiện Trung Quốc lên Tòa trọng tài và nhấn mạnh rằng nước này đã quá mệt mỏi sau 17 năm dài đằng đẵng đàm phán với Trung Quốc thông qua con đường chính trị và ngoại giao. Trải qua 3 năm xét xử cùng 2 phiên tranh tụng và xem xét hơn 4.000 tài liệu mà Philippines cung cấp, Vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông được coi là vụ kiện cực kỳ phức tạp. Cho đến ngày hôm nay, người dân và du khách quốc tế đến với sân bay Atatürk Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo nhiều chuyên gia, thì những vấn đề nội tại cùng với vị trí địa lý đặc biệt khiến Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành mục tiêu tấn công của những phần tử khủng bố. Lo lắng, sợ hãi và bồn chồn, đó là tâm trạng chung của tất cả hành khách khi đến với sân bay quốc tế Atatürk của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay. Mặc dù lực lượng an ninh đã được tăng cường tại sân bay, nhưng đó vẫn chưa đủ để giúp hành khách cảm thấy an tâm hơn. Chúng tôi không thể nói gì hơn, mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Chúng tôi có thể gặp nguy hiểm nếu như sử dụng các phương tiện công cộng khác như xe buýt, tàu, phà. Chúng tôi vẫn còn vô cùng lo lắng về những gì vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Các địa điểm công cộng cần tăng cường các lực lượng an ninh hơn nữa. Theo thông tin mới nhất từ nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom sân bay Atatürk tăng lên 41 người và 239 người khác bị thương. Thủ tướng Đan Mạch, Thủ tướng Na Uy cũng lên án vụ tấn công và bày tỏ chia sẻ nỗi đau với thân nhân những người thiệt mạng và bị thương. Theo nhiều chuyên gia, vụ khủng bố tại sân bay quốc tế nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột bạo lực hơn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và tổ chức Hồi giáo IS. Vào ngày hôm nay, Hội đồng An toàn Hàng không Taiwan Trung Quốc đã công bố báo cáo điều tra cuối cùng về nguyên nhân của vụ rơi máy bay ATR-72600 mang số hiệu GE-235 của hãng hàng không Trans-Asia vào hồi tháng 2 năm 2015, khiến 43 người thiệt mạng là do trục trặc động cơ và sai sót của phi hành đoàn. Theo báo cáo trên, ngay sau khi máy bay ATR-72600 cất cánh, một trong hai động cơ gặp trục trặc nhưng phi hành đoàn đã không thực hiện những thủ tục đặc biệt và khẩn cấp theo hướng dẫn để xác định nguyên nhân cũng như tiến hành sửa chữa cần thiết. Trong trường hợp này, phi công đã tắt động cơ còn lại trong khi động cơ này vẫn đang hoạt động bình thường. Báo cáo cho hay chính phi công lái chiếc máy bay này trước đó đã không vượt qua được bài kiểm tra về xử lý tình huống động cơ gặp trục trặc khi đang bay và chỉ đỗ khi thì lại. Ngày 4 tháng 2 năm 2015, máy bay ATR-72600 số hiệu GE-235 chở 58 hành khách và phi hành đoàn đã lao xuống sông Cơ Long, ngoại ô thành phố Đài Bắc, khiến 43 người thiệt mạng. Ngày 21 tháng 8 tới, hơn 10.500 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tranh tài ở 28 môn thể thao thuộc khuôn khổ Thế vận hội mùa hè 2016 ở Brazil. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, vấn đề an ninh, đặc biệt là nạn trộm cắp, đang được đặt lên hàng đầu với nỗi lo lớn nhất là sau khi xảy ra vụ cướp xe của một vận động viên khuyết tật người Australia tham dự Paragames. Do đó, nhằm đảm bảo một kỳ Thế vận hội an toàn, ngày hôm nay Brazil đã lên kế hoạch kiểm soát an ninh gắt gao và chính phủ lâm thời Brazil thông báo đã đồng ý cấp cho bang Rio de Janeiro 850 triệu đô la Mỹ trích từ các quỹ khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay. Tuy nhiên, quý vị và các bạn đừng vội chuyển kênh, bởi vì ngay sau đây sẽ là tọa đàm Formosa, sự cố môi trường và bài học về phát triển bền vững được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trước mối lo mất an ninh, Brazil dự kiến sẽ huy động 85.000 cảnh sát và binh sĩ quân đội đảm bảo an ninh cho Thế vận hội, nhiều gấp đôi so với lực lượng an ninh được huy động tại sự kiện tương tự ở London, Anh cách đây 4 năm. Nước này cũng sẽ sử dụng các thiết bị an ninh tối tân và điều động hàng chục nghìn lính đặc nhiệm phục vụ công tác này. Ngoài ra, Brazil sẽ triển khai chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các âm mưu tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa hè, Olympic Rio de Janeiro 2016 khai mạc vào tháng 8 tới. Hiện tại, Brazil đã thành lập Trung tâm Tích hợp chống khủng bố, một đơn vị đặc biệt của cảnh sát, bao gồm cả đội ngũ pháp luật và lực lượng tình báo nhằm tăng cường trao đổi thông tin, thực hiện tập huấn và củng cố kiến thức về lĩnh vực này. Năm 2015, Brazil đã cử khoảng 100 sĩ quan cảnh sát ra nước ngoài học hỏi về những bài tập thực tế từ các sự kiện quốc tế lớn, trong đó có giải marathon ở Boston.